sao mày khờ quá vậy? Mày chưa kiểm tra mày đã đăng ký rồi à? Tại con tưởng ba thỏa thuận giá cả xong rồi. Với lại ba cũng nói là con chỉ cần tới đó ký xong rồi đi về cho nên... Trời ơi, nếu mà chỉ cần ký thì tao kêu phó giám đi theo làm cái gì? Tao chỉ cần kêu một cái người nào đó biết ký là được rồi. Khờ quá vậy con, há khờ quá vậy? Mày biết thiệt hại bao nhiêu không? Con xin lỗi ba. Xin lỗi hả? Xin lỗi thì bây giờ được cái gì? Tao dồn cái mặt là tao chịu không nổi rồi. Ủa em, anh Ngọc anh nó kêu anh tới á, anh còn là chồng lâu vậy? Theo như em quan sát bữa giờ là ổng sắp bị đuổi rồi đó. Ủa vậy hả? Ra ngoài, đi ra ngoài. Dạ. Có sao không anh? Ủa, cậu tới rồi hả? Dạ, em tới, em đang đậu xe trước của anh. Mình đi. Anh bị đau dạ dày do stress. Công việc của anh căng thẳng lắm hả? Căng thẳng hả? Hình như cũng có một chút. Thật ra không có loại thuốc nào chữa được bệnh này. Lúc căng thẳng, anh nên tìm mọi cách để giải tỏa ngay lúc đó. Đừng giữ quá lâu trong lòng. Theo như tôi thấy á, anh là thuộc tiếp người nhã nhặn. Nhưng nếu giận thì cứ trút ra hết đi. Lúc nào cần hét lên thì cứ hét cho thoải mái. Như vậy mới mau hết bệnh. Em xin lỗi, tại xe trước nó thắng gấp quá. Cậu phải lái xe cẩn thận chứ. Dạ em biết rồi, em xin lỗi. Theo như tôi thấy á, anh là thuộc tiếp người nhã nhặn. Nhưng nếu giận thì cứ trút ra hết đi. Lúc nào cần hét lên thì cứ hét cho thoải mái. Như vậy mới mau hết bệnh. Lại lái xe cho đàng hoàng đi. Tôi nói cậu lái xe đàng hoàng mà. Anh xin lỗi, anh biết rồi. Xin lỗi, ngày nào cũng nói xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy cậu tệ á, rất là tệ luôn á. Chạy xe thì chạy cho nhanh vô, rồi thắng gấp, lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Cậu là tài xế mà không có tâm gì hết vậy, hả? À, tôi biết. Dạ, ba gọi con. Dạ, ông cũng thông cảm bị gì. Phó giám đốc của công ty tôi trước đây nó không có như vậy đâu. Dạ, cái này cũng vì một sự cố bất ngờ thôi à. Dạ, mong ông thông cảm. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Bà... Đâu, mày ăn ốc, mày bắt tao phải đụng vỗ hả? Ngọc ơi là Ngọc. Con đâu có làm ai có thai đâu, bắt ba chịu trách nhiệm. Sai cái đầu mày, mày còn trả treo nữa hả? Trời ơi, mày giết tao đi không? Mày gây cái hậu quả này, bây giờ mày bắt tao phải đi tao giải quyết nè. Mày là cái thằng... Gọi cậu Hùng tới đây gấp cho tôi nhanh đi. Dạ. Sao chạy chậm quá vậy? Dạ. Tôi nói sao chạy chậm quá vậy? Đang tập lái hả? Hay là đang đi dặn góc phố phường? À, anh dặn em là chạy xe cẩn thận nên... Tôi nói vậy rồi chạy chậm như rùa vậy hả? Dạ. Không phải anh. Không phải gì mà không phải. Bận túi bụi luôn còn bị cậu làm phí thời gian nữa, thiệt tình luôn á. Cậu làm sao vậy? Ơn là Phước, đi làm tập trung một tôi cái đi. Đầu óc để đâu vậy? Lái xe kiểu cậu tôi lái cũng được vậy, để cậu lái làm gì? Mướn đầu làm chi? Mày bước dậy nhanh giùm cái đi. Đèn đỏ kìa. Ủa, làm gì chạy nhanh vậy? Bộ muốn hai đứa chết chùm luôn hả? Xin lỗi. Vô tích sự, đứng đây, mau! Hey, gọi cậu Hùng chưa? Em biết chứ, em đang gọi cậu Hùng rồi ạ.
lái xe kiểu gì vậy hả? Xe bụi không à? Cậu lao xe bên ngoài, không có lao bên trong đúng không? Em có làm mà anh. Nè, nhìn đi, bụi không đây nè. Xe chở giám đốc với phó giám đốc mà dơ như xe heo vậy đó. Làm việc kiểu đó nè hả? Dạ em xin lỗi. Tuy là việc nhỏ thôi, nhưng mỗi ngày một chút tôi cũng có thể đánh giá thái độ làm việc của cậu đó. Không phải bây giờ mọi chuyện phải nhắc từng chút một chút mới được hả? Dạ biết rồi, xin lỗi. Lúc lái xe cũng vậy, cậu không thể nào làm cho người ta quên cảm giác là đang ngồi trong xe hay sao? Nhiệm vụ của tài xế là cái gì? Là làm cho người ngồi trong xe cảm thấy thoải mái nhất. Chuyện như vậy mà cậu cũng để tôi nhắc cậu từng chút một nữa hả? Làm tài xế kiểu gì kỳ vậy hả? Cậu tưởng ai biết lái xe cũng có thể làm tài xế được hết hay sao? Dễ quá ha. Xin lỗi. Nè, sao quẹo mà không mở xi nhan? Tại tôi thấy sao không có xe tôi quẹo thôi. Không có xe rồi không mở xi nhan hả? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Chưa kể nha, nếu bị công an bắt, ai chịu trách nhiệm? Cậu chịu trách nhiệm nổi không? Làm sao chịu nổi, đúng không? Rồi lái xe mày làm hoài. Cậu làm gì vậy hả? Tôi nói xuống xe. Cậu làm gì vậy? Tại sao thời gian qua cứ làm khó tôi hoài vậy? Ở nhà mà đốn gì rồi, ra đây bị anh chèn ép đó là sao? Cậu bị điên hả? Điên đó rồi sao? Bước xuống xe giải quyết một lần cho xong. Không, bình tĩnh không? Có gì nói chuyện sao? Xuống xe. Xuống xe. Xuống xe đi, anh ngồi cho nó làm gì nữa? Muốn nói gì nói lẹ đi. Tôi muốn nói chuyện với anh mà cứ tôi nói chuyện với anh. Xuống xe. Thôi, tôi không muốn xuống xe đâu. Cậu muốn nói gì nói đi. Tôi nói anh nghe chưa? Cái gì nó có giới hạn của nó thôi nghe chưa? Anh xuống xe đây, tôi đập cho anh một trận rồi tôi nghỉ làm luôn. Vô xuống. Hồng ơi, bình tĩnh là Hồng ơi. Có chuyện gì mình có thể ngồi lại thương thảo với nhau mà Hồng. Anh Ngọc, em xin lỗi anh Ngọc nha. Em không hiểu sao em lại làm vậy với anh nữa. Cậu đừng nói vậy, lỗi là tại tôi trước mà. Thôi anh đừng nói vậy. Việc rồi anh xem như chưa từng bao giờ xảy ra đúng không anh? Dạ. Vậy anh giữ bí mật chuyện này giùm em nha. Anh đừng nói ai biết nha. Dạ. Thôi anh cứ giảm vậy kỳ lắm anh ơi. Dạ. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép tôi về trước. Dạ. Chào anh. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.